Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay Lan sẽ hướng dẫn các bạn một bài cha cha trên nền nhạc là năm vận động nhé. Ở cái bài cha cha này nó chỉ có duy nhất một tổ hợp thôi các bạn nhé. Và gồm có 4 bước, mỗi bước gồm có 8 nhịp nhé. Nếu bạn nào muốn theo dõi tập cái bài có cách nhạc của Lan, nếu bạn thấy đẩy cái bài này lên thì mình sẽ để cái link của cái bài cách nhạc nó ở phần mô tả nhé. Các bạn hãy cùng gõ vào đó để cùng theo dõi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của bài nhé. Ở bài cha cha và năm vận động này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân trái. Chân trái của chúng ta sẽ được bước chéo qua mặt bắt sang chiều cánh tay phải nhé. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 4 5 6 7 và 8. 3 2 3 4 5 6 7 và 8. 4 2 3 4 5 6 7 và 8. Mình sẽ tiếp tục đi lần hai nhé, mình sẽ nối liền nhanh hơn thành một bài hoàn chỉnh các bạn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 4 5 6 7 và 8. 3 2 3 4 5 6 7 và 8. 4 2 3 4 5 6 7 và 8. Như vậy là mình đã đi chi tiết